Tử vi tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, tháng 8 âm lịch năm 2021. Xin chào quý vị, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, xem lượt giải tử vi của tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, để từ đó gia chủ có thể biết được những khó khăn, may mắn mình có thể gặp phải trong tháng 8 âm lịch, để từ đó có thể thay đổi những khó khăn, vượt lên chính bản thân mình, tạo được những thành công nhất định. Tháng 8 âm lịch, gia chủ có thể nắm bắt được nhiều cơ hội, nhờ có quý nhân giúp đỡ. Nhưng thành công hay không, đó chính là quyền nằm trong tay của bản mệnh, khi bản mệnh cần phải cố gắng vượt lên chính mình, vượt lên khoảng thời gian khó khăn của dịch bệnh Covid-19. Cụ thể như thế nào? Chia sẻ của chương trình ngày hôm nay. Cụ thể như thế nào? Kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ ngay trong chương trình ngày hôm nay. Nhưng trước khi đến với phần luận giải chi tiết, mọi người đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Còn bây giờ sẽ là phần luận giải chi tiết của tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, tháng 8 âm lịch qua phần luận giải của thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong Thủy Tâm Linh Việt. Sau đây sẽ là phần tổng quan của gia chủ Giáp Tý sinh năm 1984, tháng 8 âm lịch năm 2021. Người tuổi Giáp Tý, mệnh hải trung kim, theo quan niệm truyền thống được đánh giá là cần cù, ham học hỏi, tính tình nóng nảy, thời thơ bé gặp nhiều gian nan, là người hiếu thuận, nam giới được nhờ vợ, nữ giới được nhờ chồng. Quan điểm hiện đại cho rằng người nhóm này luôn theo đuổi sự hoàn hảo. Họ có tài ăn nói, thuộc phái hành động, tích cực sôi nổi. Cái tôi của họ khá lớn, là người có chính kiến, cũng rất nhạy cảm với thế giới bên ngoài. Là người giàu cảm xúc, lại giỏi ăn nói, họ rất có khả năng thuyết phục người khác. Tính cách hướng nội khiến người khác chỉ có ấn tượng về sự vui vẻ, lạc quan, hoàn toàn không nhìn thấy tính nóng nảy hay đố kỵ của họ. Người tuổi Giáp Tý có tính sở hữu cao, chỉ cần là thứ họ muốn thì dù phải trả giá thế nào cũng nhất định phải có bằng được. Tính cách cố chấp với những điều bản thân cho là đúng thì sẽ kiên trì đến cùng, quyết không dao động bởi ý kiến của người khác. Xem tử vi tháng 8 âm lịch năm 2021 cho tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, tháng này không tốt trên nhiều khía cạnh. Áp lực từ công việc khiến bản mệnh vô cùng mệt mỏi. Những người từng ganh ghét đố kỵ với bản mệnh tháng này sẽ lợi dụng những sơ hở trong công việc để đấu tố sau lưng, cần cẩn trọng tiểu nhân. Thu nhập ít tháng trước nhưng không đáng là bao nhiêu. Quý gia chủ cần dành thời gian nhiều hơn cho gia đình và các mối quan hệ xã giao. Đó là tiền đề cho sự phát triển sau này. Giáp Dương Mộc gặp đinh âm hỏa nên gọi là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là tháng khá tốt cho gia chủ Giáp Tý. Nếu có cơ hội tốt, cần nắm bắt, sẽ có được tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi ở phía trước. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình gia chủ Giáp Tý tháng 8 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Sự nghiệp của người tuổi Giáp Tý không khởi sắc trong tháng 8 âm lịch, bản mệnh có thể bị tiểu nhân hãm hại, xem pha, khó có thể thể hiện được khả năng thực tế của mình để lỡ mất cơ hội học hỏi, thăng tiến. Hãy hết sức giữ bình tĩnh, chớ nghĩ đến việc làm hại người khác, bởi làm vậy là có hại cho chính mình. Xem tử vi 2021 tháng 8 âm lịch, đường công danh sự nghiệp tuổi Giáp Tý không được thuận lợi, bản mệnh hay thay đổi, không xác định được rõ ràng mục tiêu. Hễ thấy khó khăn là dễ lùi bước nên không đi được đến bước cuối cùng. Con giáp này thiếu sự kiên trì và quyết tâm do công việc có phần bấp bênh, không được ổn định. Những người tuổi Giáp Tý cần phải xác định lại mục tiêu, phương hướng phát triển sự nghiệp của mình, nếu không e rằng sẽ chỉ dậm chân tại chỗ, thậm chí là đi lùi. Chớ nên đưa ra bất cứ quyết định nào vội vàng, cần phải bình tĩnh để có lựa chọn sáng suốt nhất. Bước đường sự nghiệp càng khó khăn thì càng phải thận trọng hơn. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Thân, Tý, Thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến âm ầm, may mắn không gì bằng.
Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ Giáp Tý sinh năm 1984 để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Bản mệnh có thể sẽ phải tiếp xúc với nhiều nội dung công việc mới, tuy nhiên những lĩnh vực này cũng khá hứa hẹn trong tương lai. Vận tài lộc tuổi Giáp Tý không khởi sắc trong tháng 8 âm lịch. Xem tử vi cho thấy, bản mệnh mặc dù công việc tiến triển tốt, nhưng thu nhập cũng chỉ ở mức đủ ăn, đủ tiêu. Người làm công ăn lương có thể sẽ có thêm những khoản thưởng nóng, giúp gia chủ cải thiện phần nào cuộc sống của mình. Nhưng vẫn cần phải chi tiêu tiết kiệm, khoa học để tránh việc mất mát tiền bạc vào những việc không thật sự cần thiết. Người làm kinh doanh có thể sẽ thu được những khoản lợi nhỏ. Thời điểm này, chuyện làm ăn khó bề phất lên do nhiều yếu tố cả chủ quan và khách quan. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tử vi tháng này cho rằng tháng 8 âm lịch có thể có một số việc ngoài ý muốn xảy ra nếu người tuổi Giáp Tý không cẩn thận. Đây là điềm báo tai nạn bất ngờ. Khi làm việc, bản mệnh không được làm quá sức, khiến khả năng tập trung bị giảm sút, sẽ bị sai giấy tờ. Hơn nữa khi xuất hành xa cũng phải cẩn trọng. Nếu có thể thì nên để người khác cầm tay lái. Để tinh thần ổn hơn, bản mệnh nên dành nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi. Không những thế, bản mệnh cũng nên nghiêm túc xem lại, điều chỉnh chế độ ăn uống, tập luyện. Gia chủ Giáp Tý sinh năm 1984 hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng theo tuổi của gia chủ Giáp Tý sinh năm 1984. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Theo tử vi 2021, tháng 8 âm lịch, phương diện tình cảm của tuổi Giáp Tý có nhiều biến động. Cần tránh thái độ ghen tuông quá mức khiến đối phương thấy mệt mỏi, dẫn đến mâu thuẫn không đáng có. Những người tuổi Giáp Tý đã kết hôn có nhiều sự thay đổi, cuộc sống gia đình thường xuyên vì lý do kinh tế mà xảy ra cãi vã. Đặc biệt các đôi vợ chồng trẻ thường hay cố chấp, ít chịu lắng nghe sẽ dẫn đến tình trạng đồng sàng, dị mộng. Vậy nên hai vợ chồng cần phải bao dung, lắng nghe đối phương nhiều hơn, từ đó tránh được ảnh hưởng tiêu cực từ các sao xấu. Bản mệnh đang dồn quá nhiều thời gian và tâm sức cho công việc, dù có muốn quan tâm đến gia đình thì có khi cũng lực bất tòng tâm. Quá mệt mỏi và áp lực khiến tuổi Giáp Tý dễ mất kiên nhẫn, nổi nóng với người thân của mình. Quý vị thân mến, chúng ta đã vừa tìm hiểu xong về tử vi của tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, tháng 8 âm lịch. Quý vị hãy áp dụng những lời khuyên của thầy Gia Cát, ứng dụng vào cuộc sống để gặp được nhiều may mắn, thuận lợi hơn. Trong phần tiếp theo của chương trình, Kinh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ những ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 8 âm lịch để gia chủ sinh năm 1984 có thể nắm rõ, tránh những trường hợp không may xảy ra. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2021, tháng Đinh Dậu năm Tân Sửu. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 8, kết thúc vào ngày 29 tháng 8, từ ngày mùng 7 tháng 9 đến ngày mùng 5 tháng 10 dương lịch. Tháng 8 Đinh Dậu nạp âm Sơn Hạ Hỏa. Ngày Dậu lục hợp thìn, tam hợp sửu, tị thành kim cục, xung mão, hình Dậu, hại tuất, pha tí, tuyệt dần. Đối với người tuổi Giáp Tý, tháng 8 âm lịch cần tránh các ngày. Ngày âm lịch mùng 1 tháng 8, tức ngày mùng 7 tháng 9 dương lịch, nạp Giáp Mậu Ngọ, nạp âm Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch 13 tháng 8, tức ngày 19 tháng 9 dương lịch, nạp Giáp Canh Ngọ, nạp âm Lộ Bằng Thổ. Ngày âm lịch 25 tháng 8, tức ngày mùng 1 tháng 10 dương lịch, nạp Giáp Nhâm Ngọ, nạp âm Dương Liễu Mộc. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Giáp Tý. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Giáp Tý tháng 8 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Ngày âm lịch mùng 8 tháng 8, tức ngày 14 tháng 9 dương lịch, nạp Giáp Ất Sửu, nạp âm Hải Trung Kim. Ngày âm lịch 20 tháng 8, tức ngày 26 tháng 9 dương lịch, nạp Giáp Đinh Sửu, nạp âm Giản Hạ Thủy. Đây là 2 ngày cát lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, quý vị hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên,
ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị ở trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Năm nay, gia chủ Giáp Tý nên sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế đặt trong ví luôn mang bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú xem ngày sử dụng cho tuổi Giáp Tý để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị thân mến, trên đây kênh phong thủy Gia Cát đã chia sẻ với mọi người tử vi chi tiết của tuổi Giáp Tý 1984 tháng 8 âm lịch. Hy vọng thông qua chương trình ngày hôm nay sẽ giúp mọi người có thêm những kiến thức hữu ích, tránh hung, hóa cát, gặp được nhiều điều may mắn trong tháng 8 âm lịch. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn để thách thức chúng ta, giúp mọi người trưởng thành hơn. Vậy nên đừng quá bi quan, hãy vững bước tiến lên phía trước, vượt qua thử thách, hoàn thành sứ mệnh của mình. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Mọi người đừng quên like, đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.